listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas. Công ty Loan Factory chuyên giúp đồng hương vay tiền mua nhà và refinance với tiền lời thấp. Xin vào trang loanfactory.com để biết thêm chi tiết. V247 Power, công ty điện của người Việt Nam với giá thấp, với hóa đơn và nhân viên đều sử dụng tiếng Việt. Hãy gọi ngay 1-855-990-9000. Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888. You could meet a spy and find romance. You could even win the tour to France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. Buenos días, rayito del sol. Good morning, sunshine. Good morning, sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán giả của hệ thống Việt TV Radio trong chương trình Cà phê sáng ngày hôm nay. Và chúng tôi gồm có chị Bích Loan, anh Vũ Kiểm, Thường Minh. Nhưng mà trước tiên thì xin được cảm ơn nhà bảo trợ cho chương trình, đó là Kim Cương, tiệm vàng Minh Trí. Kim Cương khiến cho người ta rực rỡ, cớ sao tim tôi cũng rộn ràng. Nữ trang tại tiệm vàng Minh Trí sẽ giúp quý vị tỏa sáng, thanh lịch với những viên kim cương tuyệt vời. Kim Cương Forever, Minh Trí tại Bel Air, kính mời. Nghe tới Kim Cương em mắt bà chủ sáng quá. Quá sáng luôn chị Loan, anh Vũ Kiểm khỏe không? Loan khỏe, kính chào anh Vũ Kiểm, chào Thường Minh và xin kính chào quý khán thính giả của Việt TV Radio. Vũ Kiểm kính chào tái ngộ quý khán thính giả của Việt TV Radio và đặc biệt là khách hàng thân chủ của quán cà phê của bà chủ Thường Minh Cà Phê Sáng. Trả lời bà chủ phè re như con bò kéo xe. Lên dốc. Lên dốc hả? Chứ không phải xuống dốc, mà bò kéo xe xuống dốc chứ. Chị Loan có từng nghe có một vị khán thính giả, nếu tôi nhớ không lầm, là anh anh gì làm nghề câu cua hả? Quỳnh Công Tử. Quỳnh Công Tử đặt cho bà chủ mình á cái biệt danh á là có Úc Học Sàng. Hèn gì mà nghe Học Sàng Kim Cương là sáng. Thích Học Sàng đến nỗi mà nổi danh luôn. À thì đó. Cái gì người ta không có người ta thích chị. Đều lấy. Anh không anh Vũ Kiểm. Không tìm. À, có sao nói vậy người ơi đi. Kiếm cái Học É còn không ra lấy đâu Học Sàng. Nữa hết nhẫn cỏ rồi tới Học É. Bà chủ cứ giấu hoài. Có sao nói vậy người ơi. Chị nhưng mà thôi sao? Không cần có, không có. Thích thì không thích thì được rồi. Miễn là có thích là được rồi. Còn thích có thì là thích. Còn cái chuyện có hay không là cái chuyện nó hoàn toàn nó khác. Phải không? Chị có quyền thích. À chị có quyền thích một người đó. Nhưng mà chưa chắc chị có người đó. Nhưng mà thích thì vẫn cứ thích thôi. Vật với người mà mình so sánh với nhau thấy nó cũng hơi ấy ha. Thì vật sao, nhân vật sao như vật thế vậy nào thì thấy người thích người nhân sao thì vật vậy. Bây giờ mình thích cái viên kim cương đó rất là thích, mình đi ngang cái tủ mình cứ ngắm nhưng mà mình không có được thì mình vẫn dành, cứ thích để dành tiền riết thì tới một ngày thì do dream come true. Còn nếu mà con người đó mà như anh Vũ Kiểm mà từng mình lỡ thích ảnh thì giờ cho tới chết luôn cũng đâu được đâu. Anh Vũ Kiểm là vùng cấm, vật khác người khác vùng cấm bay. Hôm nay hơi ngạc nhiên chị Loan. Gần cái này là không biết phải nói sao đây thưa quý vị. Gọi là tại vì đó anh Vũ Kiểm biết tại sao. Gần mực thì đen nè, gần đèn thì tối. Lần đầu tiên mà thấy chị nói rất là thoải mái mà không coi như là kiêng cữ gì hết. Không sao hết. Đó là cái điều mà tôi rất thích để làm cho cái chương trình nó hào hứng và nó sôi động. Chị đó, Loan có biết tại sao không? Mà. Dạ. Đó, đúng rồi. Người ta nói mơ thì cũng phải mơ cho đáng.
tội gì mà mơ anh Vũ Kiểm vậy chứ trời ơi. Mơ con gà đi bộ xương bọc da không à, không có thiệt. Mình mơ thì mình mơ cái gì đó phải coi như là đáng để mơ chứ. Tự không mà tự nhiên anh Vũ Kiểm đi mơ ảnh có phải phí không? Nói là người khác vật khác. Cái hột xoàn nó mắc tới cỡ nào mà tường mình để dành tiền riết thì cũng có lúc mua được. Còn con người giờ mình thích một cái người đó nhưng mà có những cái yếu tố khác mình đâu có thực hiện được đâu. Ý muốn là đừng có so sánh vật với người. Nhưng mà tôi nếu mà tôi đùa nữa sợ bên ngoài người ta hiểu lầm, người ta tới người ta cướp mất công chứ. Cả tủ cả tủ đè chỗ tiệm vàng mà bảo trợ cho mình đó. Đúng rồi. Thì đó. Tiệm vàng Minh Trí đúng không? Minh Trí, anh Minh Trí gọi lời hỏi thăm anh. Rồi, gọi là kim cương mà kim cương ở đường Hao Huynh đó. Đúng là như vậy. Chứ không phải là kim cương trong tiệm vàng Minh Trí đâu chị. Dạ. À, vậy đó. Dạ, em có cả tủ đó. Dạ, nhưng này mà là dễ đường cho hưu chạy đó. Ra Hao Huynh mua cục nào cục nấy bằng cục đá vậy đó. Sao vô đề được chưa? Mời chị. Mình đầu ngày lúc nào cũng mình nói mấy cái chuyện mà coi như là không bao giờ nó kết thúc được. Rồi vô ha. Rồi hôm nay thì Lan, cái chủ đề hôm nay Lan muốn đề cập đến một cái vấn đề mà lúc sau này người ta ít có để ý, đó là tế nhị. Thì ngày xưa đó, từ thời xa xưa, ông bà mình đó, những cái người đi trước và cũng có những cái người ở thế hệ trước đó, cái việc mà tế nhị là một cái điều nó hết sức là quan trọng. Thậm chí người ta đặt cái tế nhị lên cái hàng đầu trong cái mối quan hệ giao tiếp, không những đối với bên ngoài mà cả đối với những thành viên trong gia đình như vợ chồng với nhau hoặc là ba mẹ đối với các con. Thì cái chuyện tế nhị nó là một cái điều gì nó rất là quan trọng, nhưng mà sau này thì có vẻ như người ta ít có để ý tới cái điều đó nhiều. Thường người ta cứ thích là nói thẳng nhiều hơn, tránh mấy cái việc mà tế nhị chi cho nó mất thời gian lòng vòng. Và thậm chí có những cái hành động cử chỉ lịch sự mà nó cũng thiếu phần tế nhị, làm cho người mà được nhận cái sự lịch sự đó cũng cảm thấy nó bối rối. Thí dụ như khi mà lên trên một chiếc xe bus, cái một người đó muốn nhường chỗ cho một cụ già hoặc là một cô gái nào đó thì dạ thưa bác, con mời bác ở tới đây ngồi, con xin nhường chỗ cho bác. Một cái hành động nó hết sức là nó hơi lộ liễu quá thì làm cho cái người đón nhận người ta cũng cảm thấy người ta bối rối, và khi đón nhận nó cảm thấy nó cũng không có được nhẹ nhàng thoải mái. Còn nếu mà một cái cử chỉ mà lịch sự đi kèm với cái việc tế nhị như là khều nhẹ nhẹ, rồi mời bác qua đây ngồi chẳng hạn, thì có thể cái người đón nhận người ta sẽ cảm thấy nó thoải mái nhẹ nhàng hơn. Coi như là ngày hôm nay chị Loan muốn đưa ra đề tài đó là tế nhị đúng không? Dạ. Có nên không phải không? Dạ, nên là chắc chắn là nên được không? Nên giữ, nhưng mà thấy gần đây sau này người ta ít có coi cái việc tế nhị là một cái điều quan trọng. Em vẫn là coi quan trọng. Người ta không để ý nhiều, cứ nói thẳng, cái gì cứ nói thẳng ra. Tế nhị rất là quan trọng, bởi vì tế là cúng, nhị là hai. Rồi. Cúng hai là cái hôn, trên đời mà không hôn thì thôi chết rồi. Rồi, này giống như lãng mạn của chú Cơ rồi. Này giống như định nghĩa lãng mạn của chú Cơ rồi, xa vợ. Chị Loan, tôi sợ bà chủ tôi lãng mạn lắm. Tại vì nếu mà bà lãng mạn quá, bà sẽ thành khùng. Sẽ bị thần kinh thương nhớ. Cho nên từ từ thôi, có lãng mạn thì cũng từ từ thôi. Trong con người ai cũng có cái phần khùng của riêng mình hết. Đúng như vậy. Hay nhiều hả? Ít hay nhiều thôi. Đúng, nhưng mà cái đề tài chị Bích Loan đưa ra đó, thì dĩ nhiên là cái cách hành xử trong cái gọi như là cái phép xã giao hàng ngày, dĩ nhiên giữa ta và Tây nó có những cái sự khác biệt. Đúng không? Yeah. Mỹ đó, thì họ thẳng thắn. Và cái gì họ cũng dựa vào luật, và cái gì họ cũng nói rõ, bộc bạch cho biết trước. Trên xe buýt như chị nói, cái hàng ghế này có cái logo, cái hình chiếc xe lăn là chỗ dành riêng cho những quý vị ngồi xe lăn, quý vị không được ngồi. Chỗ này dành riêng cho những senior, những người mà cao niên, quý vị không được ngồi. Nếu mà một người không phải ở trong cái trường hợp đó, không ở trong cái diện đó mà ngồi thì coi như là đã bất lịch sự rồi, chưa kể là phạm luật. Đúng không? Thì bây giờ đó là một trường hợp một chỗ đông đúc trên một cái xe bus ngồi cùng băng như vậy, hai ghế,
nó cũng tùy. Nếu mà gặp một cụ thì cụ đâu ngồi đó, mà gặp một phụ nữ mời, đây chỗ này còn trống hoặc là tôi nhường chỗ cho người đẹp nhé, cũng lại bị nó là thằng cha dê lợi dụng. Cái đó đâu phải là tế nhị, đó nó dê rõ ràng. Không, với bên Mỹ thì nó rạch rồi, nó có hàng ghế dành cho cụ già, cho người tàn tật. Nhưng mà ở thí dụ như bên Việt Nam, những cái chiếc xe bus nó đâu có những cái rạch rồi về cái chỗ dành cho người này người kia. Chị nghĩ là thì bên Việt Nam cái vụ đó có sẽ có những cái trường hợp. Không, có mình những cái đang trường nêu ra không, một cái ví dụ để cho ví dụ cảm thấy điển hình là về một trường hợp mà nó đi kèm với tế nhị cái phép sẽ giao ngồi đi trên xe bus như thế nào. Còn cái tế nhị để mà ứng xử trong cái đời sống hàng ngày, trong cái phép xã giao nó nhiều lắm. Không phải chỉ có chuyện trong đúng rồi, một cái ví dụ nhẹ nhẹ thôi để mà mình cảm thấy cái việc tế nhị nó cũng làm cho cái người đón nhận nhẹ nhàng. Hoặc là thôi giờ mình nói nó rõ hơn chút xíu đi, ví dụ như trong gia đình chẳng hạn, cha mẹ cũng nên có sự tế nhị đối với con cái. Ví dụ như bây giờ cha mẹ muốn tìm hiểu về tâm tư tình cảm của con mình, đừng có nên mà lục lọi đồ đạc của nó hoặc là những cái thư từ riêng tư, rất là riêng tư của nó để mà tìm hiểu tình cảm của nó. Thì như vậy là thiếu cái sự tế nhị, và như vậy con cái nó sẽ cảm thấy là mình quá là xâm phạm vô cái đời tư của nó thì cũng không tốt. Hoặc giống như cái tế nhị giữa vợ chồng với nhau, bà vợ thì cứ, ông chồng thì cứ lo ghen tuông bà vợ thì cứ lục lọi thư từ của vợ, hoặc bà vợ thì cứ lo ghen tuông ông chồng thì cứ đi lấy cell phone của chồng để coi những cái tin nhắn đồ này kia, thì những cái chuyện đó nó hơi quá xâm phạm vô cái đời tư riêng tư của vợ chồng với nhau hoặc đối với con cái. Thì mình thấy rằng cái chuyện tế nhị nó cũng rất cần để cho mỗi người cảm thấy mình được tôn trọng, và nó sẽ giữ cho cái quan hệ gia đình nó good hơn. Tế nhị trong cái cách ứng xử với lại bạn bè hoặc là đồng nghiệp như tôi với lại bà chủ nè. Nếu mà hồi nãy tôi rõ ràng là tôi thiếu tế nhị, thiếu lắm. Bây giờ tôi thấy nghe chị nói tôi mới bình tâm lại, tôi thấy tôi có lỗi vô cùng muôn vàn với lại bà chủ của tôi. Nếu tôi là người tế nhị ứng xử với một người bạn thân, một người đồng nghiệp, thì tôi chỉ nên giữ cái khuôn phép là bà chủ à, bà lãng mạn tới đó thôi, chứ không có dùng cái chữ khùng ở trong đó. Là tôi tế nhị đúng không? Mà ai cũng hiểu, cả làng đều hiểu tôi nói tế nhị là bài đang ở trong cái diện đó đó, thần kinh thương nhớ đó. Nhưng mà cái vấn đề đây, khi mà anh Vũ Kiểm nói điều đó, Lâm thấy Tường Minh cười một cách hết sức là thoải mái. Hiểu nhau. Không có vẻ gì là không có giận đúng không? Dạ, không có vẻ gì là cảm thấy là phiền tói, mà cảm thấy ôi cái ông này, ông nói kệ ông. Chấp nhất chi mấy người khùng. Khi mà người ta nói nó cũng kèm với cái ngữ cảnh nữa, anh Vũ Kiểm. Dạ. Cái việc mà người ta nói nó thiếu tế nhị một cách nó cố ý nó khác, còn nếu mà nói kiểu như anh đang cố ý anh đùa như vậy thì người ta đâu có cảm thấy bị hurt feeling. Chị nghĩ anh muốn đùa à? Không, chị nghĩ anh muốn kiểu anh đùa nữa lại thiếu tế nhị nữa rồi, anh có đùa đâu mà. Chị Loan thiết là nghĩ thơ, cứ nghĩ là ảnh đùa, nói thật đấy. Nói thật thẳng quá. Dạ vâng, chúng tôi sẽ mở đường dây mời quý vị gọi vào. Đề tài ngày hôm nay đó là sự tế nhị trong cuộc sống hàng ngày. 713-931-1560. Xin mời một thính giả trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin chào chị. Dạ, em chào chị Minh, chào cô Loan với chú Kiệm. Cái chủ đề mà cô Lan nói là tế nhị á, thì theo con thấy á, là nhiều cái á, mình tế nhị nó tế nhị vừa phải thôi. Chứ nếu như mà đó giống như cô Lan nói là trên một cái chiếc xe bus mà mình thấy một cái người lớn tuổi hơn mình, mà ví dụ như mình đang ngồi giống như bây giờ con đang ngồi đi, thì mà con thấy một cái người lớn tuổi bước lên mà cái người đó người ta đang chiếm chỗ ngồi, mà trong khi mình khác chỗ ngồi, mà trong khi mình ngồi kế bên mình còn dư chỗ, thì giống như cô Lan nói, nếu mình dư con á thì con nói ô bác cái bác ngồi đây, bác ngồi đây không thì hạ con để nhiều chỗ này cho bác ngồi nè. Thì cái đó là một cái mà cái đó là một cái giống như là người ta cảm thấy nó không có lố đó. Cái đó giống như một cái người ta cảm thấy không lố. Còn nếu như mà cũng cùng một câu nói đó, cùng một cử chỉ đó mà mình nói
Ô bác hả, bác đang làm gì, bác muốn ngồi đi không, con nhường chỗ này ngồi cho bác nè, bác ngồi chỗ này nè, tốt đó này kia kia. Thì cái đó nó đâm ra thành từ cái tế nhị nó đi qua thành một cái lỗ bụng. Dạ, tùy theo chị, dạ bác tùy theo cái cách nói của người đó làm cho người ta cảm thấy như thế nào chị, dạ. Dạ, giống như là cũng cùng một câu nói mình tế nhị, thì nếu mà mình cái tế nhị của mình làm cho cảnh người ta có cái cảm giác giống như là người ta nhận được thì nó khác, nó nhận trong cái cách vui vẻ thì nó khác. Chứ nếu như mà giống như là một cái cách lệnh bỏ, một cái cách lố bịch đó, thì người ta cũng không có cảm thấy đó là một cái tế nhị được nữa. Đó, giống như là bây giờ nhiều khi không phải cái người đó, người ta nói thẳng là người ta có hàm ý, người ta có cái ác ý, nhưng mà sự thật ra cái người mà nói thẳng cái tế nhị, mà cái người mà người ta nói thẳng có sao người ta nói vậy á, thì nó lại thật lòng hơn là những người mà trước mặt vuốt, ơ trời ơi chị tốt lắm, chị cái này cái kia, nhưng mà sau lưng cái người đó mình trở mặt liền, mà nói ơ cái người đó đâu có tốt gì đâu, nhưng mà tại trước mặt chẳng lo gì tế nhị, tôi nói vậy tôi lấy lòng thôi. Tế nhị đúng nghĩa là không có đi xấu, nói xấu người ta sau lưng chị ơi. Cái đó mới đúng là tế nhị, giống như chị nói là chứ tại, nếu mà tại... đi sau lưng nó xấu người ta thì đâu còn là tế nhị nữa, mặt cao nó xấu quá cả mà tại mình tế nhị mình phải khen đó. Trước mặt người ta thì giống như bây giờ em nói thiệt chị Loan đi, dạ chị Loan, trời ơi em nói trời ơi chị Loan chị dễ thương, chị đẹp lắm, chị này chị nọ, chị tốt lắm, đúng không, và sau lưng nó xấu, nhưng mà sau lưng chị Loan vừa mới bỏ đi, chị Loan vừa mới quay lưng đi là em bắt đầu em nói với người cạnh bên, trời ơi bà đó mà sao đẹp tốt vậy, thấy mà ghê, tôi lấy lòng bà thôi. Em ơi, nhưng mà như vậy thì không gọi là tế nhị, nếu mà như vậy thì không gọi là tế nhị. Dạ, đó cái đó tôi gọi tế nhị, nhưng mà trước mặt thì mình là bộ mình nhưng nói. Mà thưa chị, cho Vũ Kiểm hỏi một câu này để tìm hiểu về thế giới của phụ nữ của quý chị nha, đừng giận nha, đừng trách chim đa đa nha. Cái điều mấy chị vừa mới nói đó là chỉ có xảy ra trong phạm vi của quý chị thôi, chứ đàn ông con trai chúng tôi đâu có cái chuyện đó. Ôi giời. Phải không chị? Thì đúng, cháu công nhận là đàn ông á, người ta có khi có nhiều người á, đa số người ta có sao người ta nói vậy, mặc dù trong cái nói thật đó họ hơi thiếu tí nhị chút xíu. Nhưng mà bây giờ không, ngắn gọn thôi, đàn ông, bọn đàn ông mày dâu con trai của chúng tôi có cái chuyện mà giống như là mấy chị vừa mới nói không? Chỉ có phụ nữ mới vậy thôi, vừa mới khen cái xong cái đó là quay quá, biểu môi cái nói xấu liền. Chuyện đàn ông ai làm chuyện đó? Đàn ông con trai chính danh quân tử mà. Đúng không chị? Thì cái, dạ con thấy cái đó. Đúng không? Đó, nhưng mà một phần nào đó thôi. Đó, ồ, phần nào đó thôi hả? Dạ. Ok. Cái phần nào đó thôi. Dạ. 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 Cái đó con thấy cái... Yeah, đàn ông đó là ít tế nhị nhất, phụ nữ tế nhị nhiều hơn, còn đàn ông hơn. Đàn ông nhiều khi thiếu tế nhị lắm. Nếu mà em nói thằng chị Minh, nhiều khi đàn ông người ta nói thẳng nói thật, người ta hơi thiếu tế nhị, thiếu tế nhị nhưng lắm. Mà cái đó mới là cái thật. Ừ. Nhưng mà cái đó mới là cái thật, phải không? Ừ, mình thấy mà người ta lúc nào cũng vuốt vuốt, trời ơi hôm nay cô đẹp lắm, cô cái này cái kia. Nhưng mà sự thật ra trong cái câu nói của họ, họ đang có cái móc mình đó. Chứ không có cái lưỡi câu phải không? Dạ. Dạ. Cắn vô cái là đau, ơi là đau phải không? Dạ. Cảm ơn chị. Quay trở lại với cà phê sáng ngày hôm nay, đề tài là tế nhị. Mời quý vị gọi vào 713-931-1560. Tế là cúng, nhị là hai. Mời một thứ giả trên đường dây ạ. Yes. Dạ. 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 Xin chào. Cà phê sáng. Dạ. Dạ. Tôi ở New York. Chào cô. Dạ. Tôi có hai vấn đề nói về tế nhị. Tại vì mình sống ở Việt Nam á, nếu mà mình để không có kiểm soát chồng hoặc vợ gì theo dõi thì tới từng mình phát hiện ra là tùm lum tà la. Thu lấy rồi phải không cô? Quá muộn rồi. Dạ. Cô? Quá muộn rồi đấy. Đừng có mà, dạ, tế nhị quá không tốt. Không, đó còn ở, đó là Việt Nam là phải như vậy, còn ở Mỹ thì cái chuyện đó không nên. Dạ.
tại vì Việt Nam cái phong tục nó khác, ở Mỹ cái cách sống nó khác. Nếu cô mà cô không lo theo dõi chồng hoặc kiểm soát thư từ điện thoại thì có ngày cô hay tới là có phòng 2, phòng 3. Còn ở Mỹ thì không có chuyện đó. Dạ. Thiệt không cô? Sao nghe dạ. Nó hơi hơi... Tại sao ở Mỹ mà không có chuyện đó ta? Đàn ông ở Mỹ ngoan quá phải không? Dạ. Thì cái thứ hai là cái vấn đề tế nhị nó thế này, có nhiều trường hợp lắm cô. Thí dụ một đứa thi đậu, rồi người bạn hỏi con mày đậu rớt, trong khi con mình rớt thì cái bà đứa con thi đậu bà không nói, bà nói tôi chưa biết kết quả, nói tôi chưa về nhà. Đó là tế nhị, tức là con bà rớt, con mình đậu, mình không nói, mình chỉ nói mình tôi chưa có biết tin tại tôi chưa về nhà. Cái đó là tế nhị. Dạ, cái đó là tế nhị. Đó là tế nhị đó. Dạ, tế nhị thì cái tế nhị nữa là đúng rồi. Nhớ, thì tôi nói cho cô biết vậy. Có nhiều 1.000 lần, 1.000 để một cái tế nhị mà đơn giản nhất là gần nhất là cuộc sống trong gia đình. Dạ. Dạ. Thôi tôi cảm ơn đấy. Dạ, cảm ơn tế nhị lại vợ nấu ăn lỡ cái dở quá thì nó cũng ok, chê gì vừa thôi. Thì cái chê xối xả không, chê lại còn chê là tốt không, lên. Không chê lại còn tốt, mà khen giả dối mới là nguy hiểm, kỳ sau lại ăn dở nữa. Ví dụ nếu mình cứ thẳng thắn, tôi dọn lên ông xã cô nói à, cái này ngon mà nếu mà chích mặn là ngon hơn nữa. Vậy thôi, mình thấy vậy. Cái này bà nấu rất ngon, nhưng mà này nếu bà cho chút đường nữa thì rất là tuyệt vời. Đó là tế nhị. Tế nhị nó khác lịch sự đúng không? Xem. Xem hả? Little xem. Cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mình nghe mấy cái vụ thiếu tế nhị thì chắc nó vui đó. Tế nhị thì là nó bình thường đúng không? Người ta ai cũng ráng mà tế nhị đối với nhau. Nhưng mà những cái vụ mà thiếu tế nhị mà dễ điên nghe lắm nó đó. Đau lòng lắm. Thì đó, bà chủ với chị Loan đã từng nghe Thiên Hạ nói là lịch sự có thừa chưa? Lịch sự. Là như vậy đó. Lịch sự, lịch sùng thì lùng xịt. Mời một thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. Dạ hello. Dạ chào chị. Dạ xin chào toàn quý vị đại. Dạ. Dạ em cũng nói là khi mà vô cái mâm cơm có nhiều người không có tế nhị. Ví dụ như là ngồi vô ăn là thấy cái gì ngon là gắp. Thì giống như ăn mà quên phần người chung quanh thì không nói. Nhưng mà cái kinh khủng nhất là ăn cái đôi đũa của mình mà không dùng đũa công cộng đó. Vô cái là gắp mà cứ đờ hết miếng này miếng kia, lựa, có nghĩa là cục nào cũng cục đũa của mình. Em hãi hùng nhất là cái đó, kể cả canh mà thọc vô mà lựa gắp coi như ngồi mâm cơm đó là em ngồi luôn, khỏi ăn, chống đũa ngồi luôn, không dám đụng. Cái đó là em thấy cái không có tế nhị. Đó là thiếu tế nhị rồi đó. Cái đó không phải là tế nhị nữa đâu, đó mất lịch sự. Là thiếu tế nhị đó, Thiếu tế nhị là nghe còn nhẹ, không rất có là để nhẹ ý tới người xung quanh. Đó là gọi em sợ lắm. Khi ăn cái đó là em sợ, là thứ nhất. Thứ hai, ăn mà bất chấp người xung quanh. Nhà em có dặn một câu là khi mà ăn trong nồi, ngồi trong hướng, khi mình ăn mình phải để ý. Em cũng dạy con em, ví dụ mình ăn là ví dụ mình trong mâm, ví dụ như 10 người đi, thì mình biết cái phần của chỉ 1 phần 10 không ăn hơn. Thích cũng không ăn. Mà sao em thấy nhiều người vô là bất chấp, tự nhiên em nói thiệt nha, em chỉ tính đứng là chị về em mất cỡ đó. Chị cũng nói vậy thôi. Cảm ơn chị. Có nhiều người họ rất là kỹ lưỡng miếng ăn hả? Ta nói là gì đó. Mấy bà vợ ngồi cứ phải canh chừng ông chồng sợ. Đạp nát chân ông chồng. Đạp nát chân ông chồng. Ông chồng nhúc nhích một cái là bà vợ đá chân rồi, thiệt ghê thiệt. Một giải trên đường dây ạ. Hello. Dạ, xin chào. Xin chúng ta chương trình. Cái sự tế nhị, cái đề tài hôm nay nó đụng chạm nhiều lắm trong cuộc sống của mình. Nhưng mà cái từ tế nhị thì nó rất là nhẹ nhàng. Mà người thiếu tế nhị thì
ai cũng, ngay cả chồng mình đó, như cái đề tài này, cái chị vừa nói đó về cái miếng ăn trong bữa ăn. Nhưng mà giữa hai vợ chồng với nhau á, tôi xin có cái câu chuyện mới xảy ra đây thôi, nói chuyện mà tế nhị, cái cô vợ, cô bạn của tôi rất là tế nhị, tới mức mà nói chuyện không có muốn kiểm tra phone của chồng, rồi cái gì của chồng cũng tôn trọng hết á. Nhưng mà có ngờ đâu, hôm đó hai vợ chồng đang ăn tối với nhau thì nghe tin nhắn, thì cô vợ cũng nghĩ là ồ chắc là tin nhắn bình thường, rồi cứ kéo dài như vậy đó. Anh chồng thì cũng thản nhiên lắm, đó rất là hay. Mà cô vợ nghĩ là ồ mình không, cái chuyện mà kiểm soát hay kiểm tra phone hay là nó thiếu tế nhị, không nên. Thế là cô mới lén thôi, lén là bắt đầu nhờ thằng con áp cái định vị ở trong cái phone á, để mà khi chồng đi đâu á thì mình biết. Thì người chồng đi làm nhưng mà cái phone mới thấy lần quân đi đâu á, chứ không có ở trong cơ quan, không ở trong sở. Thì bữa đó về cái là cô mới hỏi, ủa cô hỏi nhưng mà cô cũng dè dặt lắm, rất là tôn trọng, nói hôm nay đi đâu mà em không thấy anh ở cơ quan. Chồng mới quay lại, cái chỉ có tập giật mình, ủa đi đâu cho em biết, em theo dõi hả? Nói nhà không có. Cô cũng dám nói là cô theo dõi trên phone luôn. Thì nói không, em cổ lúng túng, thì nói thì em hỏi vậy thôi. Thế là người chồng mới biết là người vợ đã theo dõi qua điện thoại. Người chồng kiểm tra phone của vợ là mới biết vợ theo dõi qua điện thoại. Thế là anh ta tới cơ quan để cái điện thoại ở đó rồi mới đi. Thì cô vợ cứ coi như 3 năm trời như vậy, cuối cùng cô mới lên tới trên. Mà bữa đó là cô mới giặt đồ, cô móc ra trong túi thấy có một cái bìu ở khách sạn. Đó, cô mới tâm tò mò. Thì hôm đó cô cũng cứ chắc ở trên phone với ở cơ quan rõ ràng. Thì cô mới đánh liều, cái giờ lên, cô mới chạy lên trên cơ quan của anh ta, thấy cái điện thoại nằm ở trong, gọi thì không thấy bắt máy. Thì cô mới chạy lên thấy điện thoại nằm trong văn phòng mà không thấy ông đâu hết. Thế là về mới đổ ra chuyện, nói thôi thì bây giờ hết tế nhị nữa rồi. Là mọi chuyện tung té ra là anh ta đã có một đứa con nhỏ 2 tháng rồi với cái cô mình bể. Đó, em chia sẻ như vậy. Thì hồi nãy cái cô gì đó nói ở đây mình không nên, mà không có, nó xảy ra rất là nhiều luôn. Nhưng mà cái trường hợp này em biết rõ cho nên em muốn chia sẻ là như vậy. Nhiều khi cái tế nhị ở trong vợ chồng của đó không phải là tế nhị đâu. Mình vợ chồng mình tin tưởng với nhau có cái gì, nhưng mà đã dối trá là mình phải đề phòng thôi. Còn cái chuyện tế nhị trong cuộc sống hàng ngày, ăn uống rồi, ăn trong nồi ngồi trong hướng, rồi mình phê phán ai mình cũng coi trước coi sau, đắn đo, người ta nói gì. Việt Nam mình có cái câu là muốn nói cái gì đó thì phải đánh lưỡi. Uốn lưỡi 7 lần. Thì đó, em xin chia sẻ một tí như vậy thôi. Xin cảm ơn chương trình. Ai bảo ở Mỹ là không có đâu. Nhưng mà cảm ơn chị. Nhưng mà Long muốn hỏi như thế này. Thí dụ như nếu như câu chuyện vừa rồi của chị đó kể, bây giờ mình biết được, mình coi phone của chồng, mình biết được ông chồng mình là giờ đang có người khác như vậy, mà khi mình biết được điều đó rồi thì mình có tránh được cái gì nữa không? Để quyết định sớm, để ly dị chia tay sớm. Không, chị phải chặn lại trước khi mà nó quá muộn, giống như là để nó dài, nó lâu quá mới nhưng mà ra nếu một mà đứa hai người, người đàn ông đó họ đã muốn như vậy rồi thì mình có chặn cách mấy cũng đâu được nữa. Thành ra chỉ có cái là mình biết để mà mình kết thúc sớm, để đừng có kéo dài tình trạng bị lừa dối. Không, tôi cho phép chuyện đó không cần phải tuế nhị. Làm lớn chuyện lên cho tôi. Không có cần lịch sự tế nhị gì. Không, mình không lịch sự tế nhị, nhưng mà ý là khi mà mình biết ra cái điều đó rồi đó, thì mình có ngăn chặn được không? Hay là một cái người đó họ đã như vậy rồi thì họ sẽ như vậy hoài luôn? Không, em nghĩ là với người này thì họ cũng sẽ với người khác. Có nhiều khi là họ mới ban đầu thì họ thích vui rồi dẫn qua dẫn lại vậy thôi, nhưng mà phát hiện ra sớm thì cắt đứt nó dễ dàng. Nhưng mà thí dụ như mà để cho nó lọc đứa con giống như như vậy thì là nó thu lấy rồi, tại vì cái thời gian quá lâu, tình cảm nó từ từ nó build up, nó sâu đậm với cái người khác rồi. Còn thí dụ như mà chị mà có cái sự quan tâm nhất định để mà chị phát giác ra sớm thì em nghĩ có thể ngăn được. Khi mà nó chưa có
cái gì mà nó cái gì là mọc rễ. Sống với nhau mà phải theo để ý mấy cái đó hoài thế nó cũng mệt mỏi nói quá chứ, hả? Nói chứ ngàn lẻ một là ngàn lẻ một chuyện không thể nào nói được. Yeah. À, mời một thính giả theo đường dây. Hello. Dạ xin hello, chào. Dạ tôi hả, chúng tôi là dì anh ở Florida. Dạ. Chào các anh chị cà phê sáng Florida. Dạ chào cô. Dạ. À, thấy cũng có đề tài thấy cũng rất là hay. Trong cái tế nhị á thì trong cuộc sống thì nó rất là nhiều, mà có vấn đề giống như là có cô nào vừa nói chuyện về vấn đề có tế nhị trong vợ chồng đó, thì đó không phải là tế nhị. Mà trong cuộc sống nếu mà vợ chồng nhau sống tin tưởng, mà khi mà đã mình để ý mình thấy nghi ngờ có vấn đề gì đó thì mình có quyền mình nói thẳng ra, mình theo dõi. Yeah, đó chứ yeah. để nó quá cái tình trạng giống như cô này nói tế nhị như vậy đó thì nó xảy ra thành ngăn chặn ngay lúc đầu. Mình thấy nó hơi khác thường một chút xíu. Tại vì chồng sống nhau thì mình cũng biết là họ có thật hay không từ cái nhỏ. Nếu họ thật từ cái nhỏ đó, thì cái lớn họ không thật, mà đã họ dối là cái nhỏ đó lại theo tính là gian gian á, mình thấy giống như một lần mình thấy mình hơi nghi ngờ, ok mình có thể là mình sai, mà hai lần ba lần rồi đó thì mình nên để ý tới cái đó, không phải là tế nhị nữa. Còn cái tế nhị là mình trong cái lời nói, giống như một cái lời nói mình nói, giống như thí dụ mình trong cái đám đông mình muốn đi qua, nhưng mà có người ở đó, có người ở đâu, mình nói ôi sorry, chị có thể cho tôi qua được không? Chứ mình đừng lấn tới mình đi. Cái đó cái tế nhị, cái tế nhị trong cuộc sống nó rất là nhiều khía cạnh. Đó, đằng, chứ không có phải là chị có nói xấu, thì cái đó cũng phải là tế nhị nữa. Yeah. Cái nói xấu thì cái đó là họ cái họ không có thật, giống như là chị mô mét thôi. Cái đó cũng không phải là chụp về cái tế nhị. Cái tế nhị là trong cái lời nói, còn mình thay cái cách sống của mình. Ví dụ như thay vì mình nói cho nó lời nói không mất tiền mua, lời nói cho người lập nhau. Đó thì Jennifer nghĩ là như vậy là cái tế nhị đó. Còn vợ chồng sống với nhau á thì có vấn đề tin tưởng, mà nếu mà mình thấy một cái gì đó nó hơi khác thường thì mình phải để ý. Mình có thể mình có quyền chết chứ, đúng không? Cái đó có quyền, chứ không có phải nói là tế nhị. Nếu tế nhị giống như cô gì nói đó thì lúc đó nó là quá lỡ rồi. Chứ mình biết ngay từ đầu mà mình ngăn chặn được á thì họ không có cái người chồng mình không có bước tới nữa, không có xa lầy nữa, thì nó không có được quá muộn màng. Còn bây giờ để mà ra quá rồi thì giờ làm sao vậy? Nếu mình chấp nhận á thì mình chịu cũng được. Đâu có thể nào mà chồng mà chia chung được. Tôi chia cái gì chia được, chứ chồng không có thể chia chung được. Tại vì phải nghĩ như vậy đó. Nhà trong cuộc sống vợ chồng thì cái vấn đề vợ chồng không phải tế nhị nữa. Tế nhị trong lời nói thôi. Thí dụ, ví dụ anh nói anh ơi, hôm nay hả anh đưa em đi lại sự thật như vậy không, mình không có ra lệnh mà mình cứ lời nói, thế là cái tế nhị trong lời nói trong. Còn trong cuộc sống á thì cái vấn đề tin tưởng hay là không tin tưởng thì mình có quyền mình làm. Mình làm vợ mình có quyền mình phải làm như vậy. Có thể mình khổ mình, được khổ con nữa. Được không? Được không? Được không? Ý kiến của cô rất là hay. Tế nhị giống như là sai chồng đi chợ đi. Ai nói sai chồng đúng không? Nói sai chồng là bị đòn ngay. Anh là anh. Sao? Dạ. Nếu tế nhị thì thay anh cái ơi, chữ sai thì sao? Anh ơi anh giúp giùm em. Em bị thiếu cái món này. Anh chạy ra chợ anh mua giùm em nhé. Lịch sự có thừa. Tôi sẽ trả lời vậy. Tôi biết tổng cô rồi. Nhờ vả thì cứ nói thẳng nhờ vả đi. Nghe vẫn mát lỗ tai. Mệt nghe mịt là sai. Không mát lỗ tai đối tôi mát, nghe, nghe mịt quá. Nghe mịt. Em đi chợ em lỡ quên thế này. Anh đi giúp giùm em không? Ngay cả là sếp cũng nói với nhân viên là em làm giùm anh cái này chứ đâu có sai đâu. Thế là gọi là tế nhị đấy. Mời một thính giả trên đường dây. Hello. Dạ. Xin chào. Hôm nay có chị Loan, xin chào anh Vũ Kiện với lại chị Tùng Minh. Dạ, chào chú Hải Lưu. Dạ, bởi vậy cho nên có đề tài của chị Loan hôm nay là có tiết sớm với chị Loan. Hôm nay chú Hải thức sớm. Thức sớm hả? Dạ, hôm nay có tuyết sớm nữa. Ồ, có tuyết sớm, có tuyết sớm. Dạ, lợi gửi cho mấy cục pha cà phê uống à, chú Hải. Chú Hải là ở Dallas phải không? Không, Minnesota. Minnesota. Trời ơi, có người gặp gỡ nhau rồi mà lại quên người ta ở đâu là thế nào? Chú Hải ở Dallas. Chú này là chú Hải Lưu. Chú Hải Lưu, con xin lỗi chú nha. Chú Hải Lưu, con xin lỗi chú nha. Gặp nhau văn phòng rồi đấy.
Tại vì ở chỗ chú là có tuyết rồi, mới tháng 11 mà đã có tuyết rồi. Dạ. Gặp chị tôi, gặp chị tôi cũng chào. Gặp chị. Sao không gặp mình ta? Dạ. Và cái đề tài ngày hôm nay là tế nhị. Tôi thấy vấn đề tế nhị là vấn đề xếp hàng đó. Bình thường thì người Mỹ hay mà đứa trẻ con xếp hàng lên xe bus, đứa nào nó cứ để cặp táp đó, đứa nào để đó là đứa nào tới trước là lên trước. Còn người Việt Nam mình nhất là bộ nói chuyện thế là quen rồi. Ý vậy. Không xếp hàng phải không? Thiếu tế nhị phải không? Dạ. 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 Tôi dậy dậy để hai nấu cơm tôi làm biến. Hỏi em nấu cơm ngon không? Tôi cứ tính cho thẳng thắn. Tôi nói hôm nay hình như là mặt quá, không có ngon. Thế là phải là thịt mình. Để nói thôi lần sau anh nấu nhanh nha. Cho nên thử là chứng lẽ giờ dở là mình cứ xem ngon rồi cứ rồi cứ dở hoài. Có phải không quý vị? Vậy cái đó có phải là tế nhị hay không, mà là không tế nhị hay là nên tế nhị hay là không, trong cái trường hợp lỡ như vợ nấu dở quá? Thì nếu mà ngoài xã hội thì không nên, nhưng mà trong gia đình thì mình phải thẳng thắn. Để mà sửa đổi phải không chị Trần Minh? Áp dụng cái chiêu gì của cái chị gì hồi nãy nói đó, chú Hải? Là em nấu món này anh thấy cũng được, nhưng mà giá mà em thêm vô một chút đường hay chút nước mắm gì đó thì nó sẽ ngon hơn. Em lại không thích kiểu đó nha. Em không thích cái vụ mà giá mà. Chứ bây giờ mà chê dở giống như chú Hải, cô nói là thôi mai mốt tự nấu ăn đi. Vợ chồng rồi thì cứ thí dụ như cái này hơi lạc đó em, hay là cái này bữa nay hơi mặn. Cái này hôm nay nó hơi mặn đó em. Thôi. Chứ ai... Vợ chồng vua mà nghe nói giá mà nghe ốp ghê luôn. Thiệt. Anh Kiểm à? Dạ. Anh Quốc Đạt có thắng cử không anh Kiểm? Chắc là chưa. Sẽ run up tại vì đứng thứ nhì đó ạ. Hiện tại thì hình như là mới có report, mới có được 90%+ thôi. Nhưng mà so far thì cô Tiffany thì đứng đầu 30 mấy phần trăm. Mình sáng coi mà không có nhớ rõ. Anh Quốc Văn thì 20 mấy phần trăm. Dạ. Thì sẽ vào run up vào tháng 12 này. Coi như là chứng thắng. Dạ. Coi như là mình sẽ chờ tới tháng 12 để coi ai là người thắng. Dạ. Thị trưởng dạ. Cũng phải vào run up. Dạ. Dạ em tôi thì cũng bị ung thư ngực đó, mà cầm cự được 7 năm. Dạ. Chỉ nói thì có vài tháng nhưng mà em tôi nó cầm cự được 7 năm. Dạ. Nó vừa trồng nghiện rồi nó vừa ăn chay. Dạ đúng rồi. Dạ. Góp lời cầu nguyện cho chú Hải, cho sức khỏe của chú Hải nha. Dạ. Cảm ơn chú. Gọi vào chương trình để biết là chú vẫn khỏe. Dạ. Dạ. Cho tôi nói một chút nữa thôi, là cho tôi cảm ơn chị Hạnh ở như Đà Lạt thì phải. Dạ. Đã góp lời cầu nguyện. Dạ. Rất nhiều. Dạ, cảm ơn quý vị trên đài, cảm ơn chị Thịnh Minh, anh Vũ Kiện và tất cả quý vị, tôi cả quý vị. Dạ, cảm ơn chú nha. Dạ, chúc chú nhiều sức khỏe. Đến đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại và sẽ quay trở lại trong giây lát. Mời quý vị giữ làn sóng. You could even win the Tour de France. Not very likely. Or you might as well enjoy the dance. Good morning, sunshine. When os días, rayito del sol.